Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng chào đón quý vị đến với chương trình của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Nguyên Tâm giảng về yếu chỉ mật tông và cô Tịnh Quang lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học yếu chỉ mật tông, thầy Nguyên Tâm giảng tiếp về sự truyền bá của thời Luân Giáo, được truyền đến Na Lan Đà Tự tại Ấn Độ. Ngài Khế La vẽ 10 thần tượng hộ pháp, đem dán trên cổng trường để diễn tả tư tưởng bản sơ Phật, là tâm điểm của thời Luân Giáo. Từ đó, tư tưởng này bắt đầu lan truyền rộng rãi, trở nên thịnh hành và phổ biến khắp các địa phương Đông Ấn và Trung Ấn. Đầu thế kỷ thứ 13, quân Hồi giáo đột kích Ấn Độ, tiêu diệt vương triều Ba La. Thời Luân Giáo bị ảnh hưởng trực tiếp nên Đại học Siêu Giới Tự, Ô Đàn Đầu Tự bị phá hoại tan tành, chư Tăng Ni cũng bị tuyệt tích luôn. Một số tín đồ chạy sang Tây Tạng, Nepal, tiếp tục truyền bá mật giáo. Số khác trốn sang Nam Ấn, được sự giúp đỡ của tín đồ đồng tình kiến lập nên Tinh Xá, làm nơi sinh hoạt truyền giáo. Nhờ đó, thời Luân Giáo được kéo dài và tồn tại thêm vài thế kỷ. Đầu thế kỷ thứ 8 Tây Lịch, Ngài Thiện Vô Quý Tam Tạng đem mật giáo thuần chánh truyền vào Trung Hoa. Bấy giờ, tại đây đã có mật pháp Chân Ngôn. Sau đó, cả hai giáo pháp này kết hợp tạo thành tín ngưỡng mật giáo thuần túy. Thời vua Minh Đế, giáo pháp này đã truyền vào Trung Hoa được 100 năm. Vào năm thứ 2, thời vua Linh Đế, Ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch bản Ban Chu Tam Muội Kinh hàm chứa nhiều sắc thái mật giáo. Tuy bản này chưa phải là chân ngôn mật chú, nhưng vẫn được xem trọng, lấy Đức Phật A Di Đà ở phương Tây làm đối tượng tín ngưỡng của Di Đà Tịnh Độ, chủ yếu niệm Phật như Đông Lâm Tự trên Lô Sơn của Ngài Huệ Viễn. Đến thời đại Tam Quốc, các vị trúc luật viên Chi Khiêm bắt đầu dịch bản Ma Đăng Già Kinh, Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, tuyên thuyết về chân ngôn mật chú, nhưng vẫn chưa được xem là phương pháp thực tu thiết yếu cho mọi người. Đến thời Đông Tấn, tương truyền Ngài Phật Đồ Trần từng vào trong quân binh của vua Thạch Lạc, thuyết pháp và hiện các thần biến. Nhờ vậy, vua tin phục, chuyển hóa, quy y theo, nên cho phép người Hán được phép xuất gia. Ngài có những đệ tử xuất gia ưu tú như là Ngài Đạo An, Ngài Huệ Viễn. Từ đó, khiến Phật giáo trở thành tín ngưỡng phổ biến trong dân gian. Đương thời, có sư Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch bản Đại Quán Đảnh Thần Chú Kinh, rất rành về chú thuật, thể hiện nhiều linh nghiệm nên vua càng khâm phục. Sư cảm hóa được nhiều người và chú thuật lưu truyền rộng rãi ở Kiến Khang, kinh đô nhà Tây Tấn. Từ năm 321 cho đến 395, Ngài Đàm Vô Lan dịch các bản kinh như là Thời Khí Bệnh Kinh, Chú Sĩ Kinh, Chú Mục Kinh, Chú Tiểu Nhi Kinh, Long Chú Thủy Dục Kinh, vân vân. Nhờ vậy, mật pháp đã được trì tụng và truyền bá rộng rãi. Ở phương Bắc Trung Hoa, có Ngài Đàm Vô Sấm là một cao tăng từ miền Trung Ấn đến truyền pháp, nổi tiếng về chú thuật, danh vang đến tận Tây Vực. Đầu năm 412, vua Mông Tốn đã cung thỉnh Ngài Đàm Vô Sấm đến đất Hán. Tại đây, Ngài hiển bài điều thần dị và dịch bộ Đại Tập Kinh chủ yếu xem trọng về tam học giới định tuệ, nhấn mạnh về quy luật của Tạng Đà La Ni, không trực tiếp thuyết về chân ngôn mật chú. Bấy giờ, vua Thái Võ Đế nhà Nguyên Ngụy
đã dùng vũ lực yêu cầu vua Mông Tốn nhường ngài Đàm Vô Sấm đến vương quốc mình. Vì yếu thế và không muốn thần lực chú thuật tạo lợi thế cho vua Thái Võ Đế nên đã dùng kế mưu sát hại ngài Đàm Vô Sấm. Trong giờ học lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, cô Tịnh Quang giảng đến phẩm thứ 19 là thánh hạnh. Theo kinh văn, Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng: Đại Bồ Tát, đối với kinh Đại Bát Niết Bàn phải chuyên tâm quán niệm năm hạnh. Thứ nhất là thánh hạnh, thứ hai là phạm hạnh, thứ ba là thiên hạnh, thứ tư là anh nhi hạnh, thứ năm là bệnh hạnh. Ngoài ra còn có một hạnh tối tôn, tối thượng là Như Lai hạnh. Đây chính là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Cô giảng, hạnh là việc làm, nghĩa là chỉ cho thánh hạnh của Đại Bồ Tát, tu nhân thành Phật, là công hạnh của chư Phật thường làm. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh cần có yếu tố nhân duyên, nghĩa là phải có cơ hội nghe kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, rồi sanh tâm tinh thuận, trân trọng và thường quán niệm rằng chỉ có con đường xuất gia cầu đạo, ra khỏi ngục tù tam giới vô minh phiền não mới giải thoát giác ngộ vô thượng. Cô giảng, khi chúng ta phát tâm tu hành, phải triệt để giữ gìn giới thể mà mình đã thọ. Trong kinh điển có nói, người tu hành được ví như người lính giữ cửa thành. Điều này rất quan trọng. Xem việc giữ giới giống như việc giữ gìn trồng con mắt của mình vậy. Cũng nhờ ý chí kiên cường đó, đối với tự thân, với giới luật, tu tập chân chính, thành tựu phạm hạnh, đó là hạnh của chư Phật và chư Bồ Tát, nên gọi là thánh hạnh. Cô giảng đến phần trực chỉ của phẩm này là nói về hạnh tu. Việc làm của bậc thánh nhân suốt thế gian, tức là người có chánh niệm, thường tỉnh thức, làm chủ được thân, khẩu, ý của mình. Bồ Tát tu thánh hạnh phải là người có chủng tử đại thừa, phát tâm cầu thành Phật, sẽ được trụ vào bậc vô sở úy, chẳng còn sợ tham, sân, si, sanh lão, bệnh tử, cũng chẳng còn sợ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát tu Đại Thừa Đại Niết Bàn cũng không thể không quán sát tứ thánh đế trên đường tu tập học đạo, hành đạo của mình. Người tu tập tứ thánh đế cũng được gọi là thánh hạnh. Để trở thành một vị thánh nhân là không coi trọng thân này, cũng không coi trọng địa vị của mình, mà ngược lại thường dùng nhiều phương tiện để giúp đỡ mọi người. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ được thầy Nguyên Tâm giảng về yếu chỉ mật tông và cô Tịnh Quang sẽ lược giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mong quý học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về đạo pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Zoom của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.